Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu về chiếc Toyota Altis phiên bản 2022, và cụ thể là chiếc Toyota Altis 1.8 HV màu trắng ngọc trai vừa cập bến Toyota Bắc Ninh. Thì một điều quan trọng anh chị quan tâm đến phiên bản này là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó rất ít, chỉ có 4,5 lít trên 100 cây. Và trong cái tình hình xăng cộ đang đắt như thế này thì nó cũng là một cái ưu điểm rất lớn thì mình lựa chọn phiên bản hybrid này. Thì vừa giới thiệu anh chị về ngoại hình của chiếc hybrid màu trắng này thì em sẽ cập nhật cho anh chị một số tình hình về xe. Và Toyota Altis 2022 thì được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan và có nhập khẩu chiếc ở Thái Lan mà được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu, phiên bản 1.8V là 765 triệu, và phiên bản cao cấp nhất phiên bản trước mắt chúng ta đây là 860 triệu, và tùy chọn màu trắng con trai thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em. Màu ngoại thất của xe thì có được có hai sự thay đổi. Thứ nhất là đã bỏ đi đã màu bạc đã được mang về, và thứ hai là cập nhật thêm màu 1K3. Màu 1K3 là màu xám xanh giống như là cửa đốt ấy. Thì đấy là hai sự thay đổi về màu sắc, còn ngoại ra thì Altis vẫn được yêu thích nhất là màu đen này, màu trắng này. Hiện tại thì có thêm màu xám xanh 1K3 và có thêm màu bạc nữa. Thì anh chị nào có cần em giới thiệu về màu sắc nào có thể liên hệ giúp em vào số màn hình, thì em sẽ gửi ảnh cụ thể hơn cho anh chị. Hoặc như nào đấy thì em cũng có một vài video ở trên kênh. Thì trong khuôn khổ video này thì em sẽ giới thiệu và soi ảnh sơ bộ của anh chị. Nếu mà mình đã phân vân phiên bản này thì chắc là chỉ phân vân đến phiên bản xăng cao cấp thôi, nên em sẽ xin phép là loại bỏ cái phiên bản xăng tiêu chuẩn ra ngoài. Thì cái bản xăng tiêu chuẩn này, xăng điện này, thì vừa rồi thì em đã đi qua một vòng. Thì anh chị sẽ so sánh được là phiên bản này 860 triệu và phiên bản xăng cao cấp là 765. Thì hai bản chênh nhau 95 triệu. Thì anh chị sẽ nhận được hai bản 860 triệu và 765 triệu. Hai bản chênh nhau 95 triệu thì cơ bản sẽ khác nhau về cái động cơ điện, còn về cái option, về cái tính năng an toàn thì sẽ như nhau. Ngoài ra thì sẽ khác nhau một chút về cái ngoại hình thôi, là ví dụ như là cái logo là sẽ được có một vài ánh xanh này, và những cái đường ở bên trong này cũng là ánh xanh, còn lại thì cũng sẽ giống nhau. Đây, bên cạnh đây em cũng có một chiếc 1.8 bản xăng cao cấp màu trắng ngọc trai, thì anh chị có thể so sánh cái trực quan hơn. Đây là ngoại thất, đều là có 6 cảm biến nhá, nhưng mà cái logo này sẽ khác này, và cái chỗ ốp trong đèn là sẽ khác này. Còn đây là phiên bản xăng cao cấp thì logo nó vẫn là logo 3D, cũng đều có Toyota Safety Sense, tuy nhiên là nó chỉ là màu đen và trắng thôi. Đây, đèn cũng vậy. Còn trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu qua về ngoại thất của chiếc Toyota Altis 2022 Hybrid màu trắng ngọc trai, và cũng như là các thông tin về xe, cũng như là so sánh các phiên bản. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về cái lịch xe, cũng như là về cái ưu đãi, hay là về cái màu sắc như nào, thì có thể liên hệ riêng qua số điện thoại em để trên màn hình. Và xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.